Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đột kích một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát phát hiện 70 thanh niên đang chơi ma túy, trong đó có cả những thiếu nữ trong độ tuổi 15-16. Thông tin và hình ảnh do khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối 907 cung cấp cho chương trình. Dư luận trái chiều trước việc phá khu bảo tồn thiên nhiên để làm đường liên huyện của dự án đường giao thông Ba Chẽ Hạ Long Quảng Ninh. Phản ánh do khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Bất cập điểm tập kết rác thải trước cổng trường học, phản ánh của khán giả Trần Hoàn có số điện thoại 0120 3 số cuối 265. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ giáo viên dùng thước đánh bầm tím gây thương tích ở chân tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bến Ván. 6 học sinh liên quan đến vụ việc đã trở lại trường theo học bình thường. Phản ánh của khán giả Gia Kiệt có số điện thoại 0989 3 số cuối 932. Người trồng bưởi Phúc Trạch, Hà Tĩnh lao đao khi hơn 100 hectare bưởi đặc sản, trong đó có nhiều cây bưởi lưu niên cho thu nhập cao bị hư hỏng nặng. Phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915 3 số cuối 811. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Anh Vương cho biết, vào rạng sáng ngày 25 tháng 10, lực lượng cảnh sát đã bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Điện Biên Phủ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện 70 thanh niên đang chơi ma túy. Trong đó có rất nhiều thiếu nữ ở độ tuổi 15-16. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 10, hàng chục cảnh sát đột kích từ nhiều hướng khác nhau vào khách sạn BNU trên đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3. Đoạn đường qua khách sạn trên bị phong tỏa nhiều giờ phục vụ công tác kiểm tra. Trong 7 căn phòng ở khách sạn 6 tầng, hơn 70 người, trong đó có cả thiếu nữ trong độ tuổi 15-16 tuổi, có dấu hiệu không tỉnh táo. Lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn chất bột, viên nén, nghi là ma túy và nhiều tiền mặt. Số tiền này được cho là dùng để mua bán chất cấm của các nghi can. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, các đối tượng liên quan cùng tang vật được đưa về trụ sở công an quận 3 để phục vụ điều tra. Thưa quý vị, theo thông tin mà khán giả Lê Kế Vương cung cấp thì tối ngày 24 tháng 10 là sinh nhật của một thanh niên trong nhóm. Sau khi tổ chức ở nhà hàng thì họ tiếp tục kéo đến khách sạn trên để tụ tập chơi bời. Những thanh thiếu niên này được cho kiểm tra nồng độ chất kích thích để phân loại xử lý. Được biết thì khách sạn P&U gồm 6 tầng, rộng khoảng 100m², nằm ở khu vực sầm uất và đang trong quá trình đổi chủ. Nơi đây có dấu hiệu tụ tập của các dân chơi ma túy và bị cảnh sát theo dõi. Tại Đắk Lắk thì khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779 cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 10, tại km 132 quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knek, huyện Krông Phách, tỉnh Đắk Lắk, đội 1 của Chi cục Quản lý Thị trường phối hợp với đội 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ một xe khách vận chuyển trên 450 gói thuốc lá lậu. Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe khách biển kiểm soát 47B01477 do tài xế Tô Văn Đông, sinh năm 1990, ở xã Krông Phúc, huyện Krông Phách, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, lưu thông theo hướng Buôn Ma Thuột đi huyện Eka. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 2 thùng cát tông, bên trong có chứa 407 gói thuốc lá hiệu Z và 50 gói thuốc lá hiệu Hero. Tất cả thuốc lá này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tài xế xe khai nhận
vận chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột về huyện EK cho một người chưa rõ danh tính. Hiện Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk đã áp tải xe cùng số thuốc trên về cơ quan để lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau cơn mưa vào sáng ngày 25 tháng 10, nhiều tuyến đường tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập sâu trong nước, giao thông bị cản trở. Theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904, thì những tuyến đường bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể kể đến như đường mùng 2 tháng 4, đường Điện Biên Phủ hay đường Phạm Văn Đồng. Cơn mưa lớn kéo dài vào sáng ngày 25 tháng 10 đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Nước dâng cao khiến giao thông bị cản trở, nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc. Mưa là ngập là điệp khúc luôn xảy ra nhiều năm nay trên địa bàn thành phố Nha Trang, ngay cả khi thành phố đã được đầu tư cải tạo lại hệ thống thoát nước trên những tuyến đường chính. Khán giả Vũ Văn Hội cho biết là một thành phố nằm sát ngay biển, nên việc thoát nước mưa ra biển sẽ là việc không quá khó đối với ngành chức năng. Anh Hội cũng như người dân nơi đây rất mong địa phương sẽ có giải pháp triệt để không còn bị cảnh ngập lụt trên một số tuyến đường như hiện nay. Thưa quý vị, vào tối ngày 24 tháng 10 tại đường tỉnh lộ 835B thuộc địa phận ấp Phương Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến cho một thanh niên tử vong tại chỗ. Một số hình ảnh tại hiện trường đã được khán giả Duy Phong có địa chỉ email nguyenduyphong19527a@gmail.com cung cấp và chia sẻ cho chương trình. Tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tại vị trí trước Ủy ban nhân dân xã Phước Lý. Sau cú va chạm mạnh với một xe máy khác, nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 68C1-22561 ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 51C-77305 đang lưu thông theo hướng từ ngã tư Phước Lý ra quốc lộ 1 đã không kịp xử lý nên đã cuốn xe mô tô 68C1-22561 và nam thanh niên này vào gầm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi, khiến cho giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cần Giuộc điều tra xử lý. Thưa quý vị, phá khu bảo tồn thiên nhiên để làm đường liên huyện là quy hoạch của dự án đường giao thông Ba Chẽ Hạ Long do Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Hiện dự án này chưa được triển khai nhưng đang gây dư luận trái chiều khi quy hoạch đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng và rừng phòng hộ vùng thượng lưu hồ chữ nước ngọt Cao Vân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua clip do khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695 chia sẻ cùng chương trình. Đây là hình ảnh được ghi lại tại đường vào thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Núi non trùng điệp, dân cư thưa thớt. Thôn Nà Làng là nơi được quy hoạch làm điểm đầu tuyến đường Ba Chẽ, Hạ Long. Tuyến đường này dài hơn 18 km, nối với tuyến đường vành đai phía Bắc, thành phố Hạ Long, thuộc địa phận xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ. Tuyến đường có 6 km đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, trong đó tách một phần diện tích khoảng 225 ha. Nhiều ý kiến cho rằng việc chia cắt này sẽ gây ảnh hưởng tới công tác bảo tồn, phá vỡ hệ sinh thái, động vật hoang dã có nguy cơ bị săn bắt và quản lý rừng đặc dụng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tuyến đường còn đi qua rừng phòng hộ sung yếu ở vùng thượng lưu hồ Cao Vân khoảng 5,5 km.
Hồ này là nguồn cung cấp nước sinh hoạt của người dân huyện Hoành Bồ, thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long. Vì vậy, khi đào đắp đất đá sẽ ảnh hưởng tới việc sinh thủy cung cấp nước cho hồ Cao Vân và gây bồi lắng lòng hồ. Thưa quý vị, khán giả Xuân Hiếu cho biết, tuyến đường Ba Chẽ Hạ Long được thiết kế mặt đường rộng hơn 5 mét, đổ bê tông, là đường cấp 4 miền núi. Dự án này được quy hoạch vào năm 2010 với kinh phí ước tính ban đầu khoảng 230 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách của tỉnh Quảng Ninh, nhưng do thiếu vốn nên dự án bị treo. Cho đến giữa năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ tiếp tục có báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng công trình này với tổng mức đầu tư dự kiến là gần 420 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt nhưng tổng mức đầu tư bị rút xuống còn gần 307 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ là 255 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của huyện. Tuy nhiên, vào giữa tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản tạm dừng thi công dự án này sau khi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh có báo cáo khảo sát đã phát hiện nguy cơ trong việc bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trên địa bàn. Qua tìm hiểu, anh Hiếu còn được biết thêm, trong các văn bản báo cáo đề xuất mà Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ gửi các cơ quan chức năng từ năm 2010 đã không nêu bất kỳ nội dung nào về việc công trình xây dựng này đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng và rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Cao Vân. Khán giả Xuân Hiếu cũng cho biết thêm, hiện có 3 tuyến đường kết nối huyện với quốc lộ 18 là đường Cái Gian Cửa Cái, tỉnh lộ 330, 329, cách trung tâm thành phố Hạ Long gần 100 km. Là huyện miền núi, giao thông từ vùng trung tâm huyện cho đến các xã và địa phương lân cận còn nhiều khó khăn. Nên lãnh đạo của huyện Ba Chẽ muốn làm con đường này để rút ngắn khoảng cách về Hạ Long xuống còn 55 km. Tuy nhiên, anh Hiếu đặt câu hỏi dự án này có thực sự cần thiết hay không để đánh giá hiệu quả kinh tế cũng như tác động môi trường. Đồng thời, theo kế hoạch, dự án kéo dài từ năm 2016 cho đến năm 2018, chia làm 2 giai đoạn. Chính phủ đã chấp thuận giải ngân hơn 30 tỷ đồng. Và hiện, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ đã đề xuất điều chỉnh hướng tuyến né khu bảo tồn, tuyến đường chuyển hoàn toàn sang rừng phòng hộ Hồ Cao Vân. Tuyến đường điều chỉnh dài thêm hơn 2 km và chi phí dự tính tăng thêm 46 tỷ đồng nếu thi công. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, người dân, nhất là du khách khi đi thưởng ngoạn trên cầu Trần Phú ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đều phải chứng kiến cảnh tượng nhếch nhác của một trạm biên phòng nằm ngay cửa biển xóm bóng. Những hình ảnh không đẹp này đã được khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa ghi lại và gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Hình ảnh đập vào mắt người dân và du khách khi đi ngắm cảnh biển trên cây cầu Trần Phú, Nha Trang là một trạm biên phòng nhếch nhác nằm tại cửa biển xóm bóng, ngay sát với chân cầu. Những bức tường bị bong chóc loang lổ, các cánh cửa hư hỏng siêu vẹo. Chân cột bê tông nứt bể, đã vô tình tạo nên một hình ảnh không đẹp trong mắt du khách khi đến thành phố biển Nha Trang. Ngay trên vách tường gạch của trạm này, bỗng dưng còn mọc lên một cây trứng cá đang tăng trưởng rất tốt, lá xanh tươi. Với trọng trách kiểm soát các ghe thuyền ra vào cửa biển, nhưng từ hàng chục năm nay, trạm biên phòng này lại không được tu sửa, khiến cho ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng. Rất mong thành phố Nha Trang sẽ sớm khắc phục tình trạng trên, không để ảnh hưởng tới mỹ quan chung của một thành phố du lịch. Thưa quý vị, hiện nay tại ngay trước khu vực cổng trường trung học cơ sở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, có một điểm tập kết rác thải gây phản cảm cho người đi đường cũng như các bậc phụ huynh khi đưa đón con em đến trường. Một số hình ảnh về thực trạng này đã được khán giả Trần Hoàn có số điện thoại 0120 3 số cuối 265 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Đây là hình ảnh được ghi lại trước cổng trường trung học cơ sở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ. Ngay trước cổng trường, luôn có từ 5 đến 7 thùng rác của công ty môi trường đô thị được đặt để thu gom rác từ trường học và cả những hộ dân sống gần khu vực trường học.
ngày mưa thì nhếch nhác, ngày nắng thì bốc mùi xú uế đầy ruồi nhặng. Thưa quý vị khán giả, Trần Hoàn cho biết thực trạng này diễn ra đã một thời gian và gây phản cảm cũng như bức xúc cho nhiều bậc phụ huynh. Theo anh Hoàn thì điều đáng nói hơn đó là khu tập kết rác lại được đặt ngay trước cổng trường, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh. Vì vậy, qua chương trình, khán giả Trần Hoàn rất mong ngành chức năng cần sớm di chuyển vị trí tập kết rác thải nhằm trả lại môi trường trong sạch cũng như đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin liên quan đến vụ thầy giáo đánh 6 học sinh lớp 7 ở trường tiểu học và trung học cơ sở Bến Ván, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, gây thương tích ở chân. Vào ngày 24 tháng 10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã chỉ đạo Hội đồng Kỷ luật nhà trường họp và đưa ra mức kỷ luật cao nhất có thể đối với hành vi đánh học sinh của thầy giáo tại cơ sở này. Khán giả Gia Kiệt có số điện thoại 0989 3 số cuối 932 cho biết, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên có liên quan đã tổ chức gặp mặt và xin lỗi phụ huynh cũng như là các em học sinh. Ngày 20 tháng 10, một số phụ huynh lớp 71 trường tiểu học và trung học cơ sở Bến Ván, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc cho biết, thầy giáo Lâm Minh Hào, giáo viên môn mỹ thuật, chủ nhiệm lớp đã dùng thước đánh 6 học sinh trong lớp với lý do gây mất trật tự trong giờ tin học và có lời nói thách thức giáo viên. Trong đó có em lớp trưởng Ngô Đình Mạnh và các em Lê Đức Tài, Lê Đình Tiến, Võ Văn Đạt, Võ Văn Lai, Võ Quốc Duy đều có thương tích bầm tím ở đùi chân. Trước sự việc trên, nhiều phụ huynh đã tìm hiểu và báo lên ban giám hiệu nhà trường yêu cầu làm rõ vụ việc. Trước sự việc này, ngày 24 tháng 10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Văn Hùng cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc đã trực tiếp đến trường tiểu học và trung học cơ sở Bến Ván, xã Lộc Bổn để tìm hiểu sự việc và trực tiếp chỉ đạo xử lý. Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, trường tiểu học và trung học cơ sở Bến Ván phải tiến hành xong công tác xử lý kỷ luật đối với giáo viên vi phạm và báo cáo về sở. Được biết, trong tối ngày 24 tháng 10 vừa qua, trường đã tổ chức họp hội phụ huynh cùng các phụ huynh có con em bị thầy giáo đánh để thầy giáo Lâm Minh Hào cùng hiệu trưởng nhà trường trực tiếp xin lỗi phụ huynh. Hiện việc dạy và học ở ngôi trường này vẫn diễn ra bình thường. Cả 6 học sinh bị thầy giáo Lâm Minh Hào đánh được phụ huynh và các giáo viên trong trường động viên nên đều đã trở lại lớp. Thưa quý vị, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là nơi có điều kiện thuận lợi về địa chất và được thiên nhiên ưu đãi, thích nghi cho việc phát triển giống bưởi quý, bưởi Phúc Trạch. Thế nhưng những ngày này, người dân trồng bưởi ở đây đang rất hoang mang lo lắng khi nhiều nhà vườn đang trong độ thu hoạch thì bỗng chốc tan hoang và không ít vườn bưởi trở thành những đống củi sau đợt lũ vừa qua. Khán giả Minh Lý có số điện thoại 0915 3 số cuối 811 cho biết, cuộc sống của những hộ dân vốn chỉ biết dựa vào cây bưởi đặc sản mang thương hiệu Phúc Trạch nổi tiếng, giờ đây đang phải đối mặt với vô vàn những khó khăn. Gần 15 năm nay, người dân ở đây đã dồn sức đầu tư lớn vào cây bưởi Phúc Trạch và bước đầu giống cây này đã cho bà con nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống khấm khá. Thế nhưng, những ngày này khác hẳn với khung cảnh sầm uất của vựa bưởi trong những ngày đầu tháng 10. Không khí ảm đạm, vẻ thất thần hiện hữu trên từng khuôn mặt của người trồng bưởi. Bởi trận mưa lũ kéo dài từ ngày 14 đến 16 tháng 10, cùng với việc xả lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô với lưu lượng lên đến 1.800 mét khối một giây đã khiến gần 400 hectare bưởi đặc sản Phúc Trạch ở Hương Khê bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Trong số này, có 115 hectare bưởi lâu năm cho thu hoạch cao bị hư hỏng nặng. Không ít vườn bưởi cây trồng đều bị bật gốc hay gãy ngang thân. Theo
Theo chia sẻ của khán giả Minh Lý, thì trong những năm gần đây, những vườn bưởi này đã được Viện Nghiên cứu Rau quả hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật và người dân đã chú trọng đầu tư chăm sóc theo hướng công nghệ cao, nên bưởi Phúc Trạch luôn được mùa, được giá. Nhiều người dân ở huyện miền núi này nhờ trồng bưởi Phúc Trạch đã có cơ hội vươn lên làm giàu, thu nhập từ hàng chục cho đến cả trăm triệu đồng một năm. Thế nhưng theo thông tin mà khán giả Minh Lý cung cấp, thì trận lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại cho xã Hương Trạch hơn 40 tỷ đồng. Nặng nề nhất là hơn 100 hectare bưởi đặc sản, trong đó có nhiều cây bưởi lưu niên cho thu nhập cao bị hư hỏng nặng. Do đặc tính chu kỳ của cây bưởi khá dài, thường từ 5 cho đến 7 năm mới bắt đầu cho thu hoạch, nên phải mất rất nhiều thời gian sau thì người trồng bưởi mới khôi phục được vườn bưởi như cũ. Vì vậy, cuộc sống của những hộ dân vốn chỉ biết dựa vào cây bưởi đặc sản này giờ đây đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Hiện xã đang kiểm đếm số diện tích bưởi thiệt hại và động viên bà con bám vườn chăm sóc những cây còn sót lại và tìm biện pháp khắc phục. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip đã được phát trong ngày hôm nay. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 10, lực lượng cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện 70 nam nữ đang chơi ma túy, trong đó có nhiều thiếu nữ ở độ tuổi 15-16 tuổi. Lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn chất bột, viên nén nghi là ma túy và nhiều tiền mặt. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Sau cơn mưa vào sáng ngày 25 tháng 10, nhiều tuyến đường tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa ngập chìm trong biển nước, khiến giao thông bị cản trở. Được biết, tình trạng nhiều tuyến đường bị ngập nặng sau mỗi cơn mưa lớn luôn xảy ra từ nhiều năm nay trên địa bàn thành phố Nha Trang, ngay cả khi thành phố đã được đầu tư cải tạo lại hệ thống thoát nước mưa trên những tuyến đường chính. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Phá khu bảo tồn thiên nhiên để làm đường liên huyện là quy hoạch của dự án đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long do Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Hiện dự án này chưa được triển khai nhưng đang gây dư luận trái chiều khi quy hoạch đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng và rừng phòng hộ vùng thượng lưu hồ trữ nước ngọt Cao Vân. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Với trọng trách kiểm soát các ghe thuyền ra vào cửa biển, nhưng trạm biên phòng nằm tại cửa biển Xóm Bóng, Nha Trang, Khánh Hòa lại đang xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đã tồn tại suốt nhiều năm nhưng không được cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, gây nên hình ảnh phản cảm trong mắt du khách. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Bất cập điểm tập kết rác thải trước cổng trường trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ngay trước cổng trường luôn có từ 5 đến 7 thùng rác của công ty môi trường đô thị được đặt để thu gom rác. Thực trạng này diễn ra đã một thời gian, không chỉ gây phản cảm mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh cũng như gây bức xúc đối với nhiều phụ huynh. Phản ánh của khán giả Trần Hoàn, số điện thoại 0120 3 số cuối 265. Sáu học sinh ở trường tiểu học và trung học cơ sở Bến Ván, xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị thầy giáo dùng thước đánh phạt khiến bầm tím ở vùng mông và đùi. Trước sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo ban giám hiệu trường Bến Ván họp và đưa ra hình thức kỷ luật với thầy giáo này. Trong tối ngày 24 tháng 10, ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên có liên quan đã gặp mặt xin lỗi phụ huynh các em học sinh bị đánh. Phản ánh của khán giả Gia Kiệt từ số điện thoại 0989 3 số cuối 932. Những ngày này, người dân trồng bưởi Phúc Trạch, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang rất hoang mang, lo lắng khi nhiều vườn đang trong độ thu hoạch thì bỗng chốc tàn hoang sau đợt lũ vừa qua. Cuộc sống của những hộ dân vốn chỉ biết dựa vào cây bưởi đặc sản giờ đây đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915 3 số cuối 811. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ.
Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.